Chào các bạn đã quay lại với kênh Cua Ba Bình Dương. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm món củ cải ngâm mắm đường để chuẩn bị ăn Tết nha các bạn. Món này dùng chung với bánh chưng, bánh tét hay ăn kèm với một ít thịt luộc, nhắm ít rượu bia thì hết sảy luôn các bạn. Công thức này đơn giản và rất dễ nhớ nhưng lại hiệu quả. Thành phẩm giòn ngon, rất là thơm. Nếu bảo quản trong tủ lạnh, ăn được trong khoảng 8 tháng đến 1 năm vẫn ngon nha. Năm trước mình đã có video hướng dẫn cách làm cải ngâm không cần nước mắm và cách gói bánh tét. Các bạn cũng có thể tham khảo link dưới phần mô tả của video này nha. Nếu thích video, nhớ bấm nút đăng ký và biểu tượng cái chuông để đón xem những video nấu ăn mới của mình nha. Mời các bạn tham khảo qua thành phần nguyên liệu rất đơn giản trước khi thực hiện. Muốn cho củ cải giòn ngon, mình phải chọn mua những củ cải chắc tay, nặng tay như thế này. Như vậy bên trong sẽ không bị xốp nha. Các bạn rửa sạch sẽ trước khi cắt, gọt bỏ sơ phần vỏ nào mà bị dập hoặc bị đen nha. Và mình cắt khúc từng đoạn dài khoảng 7-8cm. Sau đó các bạn cắt từng thanh nhỏ, độ dày thì khoảng hơn 1cm ha. Củ cải của mình mua hơi to đó, ruột nhiều nhưng rất chắc củ nè. Các bạn cứ chọn miễn sao là củ cải chắc củ, không bị xốp là làm ngon à. Nếu củ cải nhỏ hơn, lợi thế là khi mình chẻ ra thì mỗi miếng cải nó sẽ có phần vỏ bên ngoài, cũng phần nào tạo thêm cảm giác giòn hơn đó các bạn. Ở Việt Nam thì rất là dễ tìm mua cải tươi và ngon, rẻ nữa ha các bạn. Mình chẻ như vậy là được nè. Đừng có chẻ quá nhỏ nha, vì khi phơi cải nó còn teo lại nữa đó các bạn. Cải chẻ xong thì các bạn nhớ cân lại để mình định lượng muối cho phù hợp ha. Với 3kg củ cải đã sơ chế xong thì mình dùng ở đây là hơn nửa chén muối hạt, khoảng 6 muỗng canh vung nha các bạn. Lượng muối này cũng không cần chính xác lắm đâu, có thể ít hoặc nhiều hơn một chút xíu cũng không sao nha các bạn. Mình sẽ cho qua thau để ngâm cải. Cho một lớp cải rồi mình rắc đều lên một lớp muối xen kẽ với nhau ha, như vậy sẽ đều hơn đó. Mình để ở đây khoảng từ 3-4 tiếng cho cải nó ra hết chất nồng đó. Cứ sau 1 tiếng thì các bạn nhớ là xóc đều cải lên cho cải thấm đều muối nha. Sau 4 tiếng thì cải nó ra nước rất là nhiều luôn nè các bạn. Và cải nó dẻo như vậy là được nè nha. Bây giờ thì mình đem chỗ cải này đi xả với nhiều lần nước cho sạch muối ha. Đây là cải mình đã xả muối với 4 lần nước. Sau đó mình ngâm trong khoảng 20 phút. Xong rồi các bạn rửa lại 2-3 lần nước nữa cho sạch muối nha. Khi nào các bạn nhai thử thấy nó hết mặn là được ha. Tiếp theo thì mình sẽ xếp lên khay và mình đem đi sấy nha. Với lò sấy gia đình này thì mình thấy rất là tiện luôn các bạn. Không cần mất nhiều thời gian, cũng không có bụi bẩn bám vào như là mình phơi ở ngoài trời. Có lò sấy chuyên dụng này thì mình làm khô nè, sấy trái cây nữa thích lắm luôn các bạn. Mình để link ở dưới phần mô tả nha, bạn nào cần thì vào tham khảo ha. Mình sấy ở nhiệt độ 122 độ F tương đương với 50 độ C trong từ 5-6 giờ nha, tùy theo miếng cải lớn hay nhỏ đó các bạn. Không có lò sấy thì các bạn có thể phơi nắng trong một ngày nắng gắt là được nha. Nhớ là phủ khăn mỏng để tránh bụi bẩn nha các bạn. Trong khi chờ sấy thì mình nấu nước ngâm. Trước tiên thì mình thắng màu caramel, cho vào nồi 4 muỗng canh đường, 1 muỗng canh nước cho đường nó nhanh tan đó. Khi thấy đường chuyển màu hơi nâu như vậy là được nè. Mình đừng để đường bị cháy sẽ bị đắng nha các bạn. Và các bạn cho vào nửa chén nước tương đương với 120ml nước. Khuấy lên cho tan đều ra. Tiếp tục thì mình cho 300ml nước mắm nè, 450g đường vào, khuấy tan lên. Và mình để lửa nhỏ thôi nha các bạn, vì nước mắm rất là dễ trào ra khi mà sôi mạnh đó. Công thức nước ngâm cải để cho các bạn dễ nhớ là các bạn cứ dùng 1 phần nước mắm, 1 phần rưỡi đường là được nha. Màu caramel sẽ giúp cải ngâm có màu nâu đẹp. Nếu mà dùng đường cắt vàng thì các bạn bỏ qua bước này ha. Khi sôi bùng lên thì các bạn giảm lửa thiệt là nhỏ, hớt bọt cho hỗn hợp nó sôi riu riu khoảng 1 phút nữa rồi mình tắt bếp luôn ha. Chờ thật nguội mình mới cho vào ngâm cải nha các bạn.
Sau 5 tiếng, cải đã trở nên khô lại như vậy nè các bạn. Tuy nhiên thì trong cải nó cũng còn độ ẩm, độ dẻo chứ không là quá khô nha. Rồi các bạn cắt thêm một ít tỏi nha. Và ớt nữa. Mình chuẩn bị hũ đựng bằng thủy tinh, rửa sạch sẽ và phơi nắng cho thiệt là khô nước ha. Bây giờ mình cho cải vào hũ nè. Và mình cho thêm tỏi cho thơm ha. Nước ngâm cũng đã nguội. Khi nó nguội nó sánh như vậy nè các bạn. Và mình chế nước ngâm vào cải. Xong rồi các bạn trộn đều lên. Sau 2 ngày nước ngâm sẽ từ từ loãng ra và ngấm sâu vào cải. Thỉnh thoảng các bạn mở nắp và trộn đều cho cải ngấm đều nước ngâm nha. Bây giờ mình đậy nắp lại. Chờ thời gian khoảng 5 ngày là mình dùng được. Nếu muốn cải ngấm ngon hơn thì các bạn để 1 tuần ha. Đây là thành phẩm cải sau 3 ngày nè các bạn. Vì quay phim gấp cho các bạn xem đó, nên cải này mình mới chỉ để được 3 ngày thôi. Cải chưa thực sự căng và ngấm đầy hỗn hợp ngâm đâu. Nếu thêm vài ngày nữa sẽ hoàn hảo hơn nha. Đây là thành phẩm cải nè các bạn. Mình sẽ mở nắp và gấp cải ra cho các bạn xem nè. Nhìn ngon chưa? Thơm lắm các bạn ơi. Mình ăn kèm với bánh chưng, bánh tét ngày Tết. Ngày thường có hũ củ cải ngâm trong nhà cũng rất là tiện. Mình có thể ăn với cơm hay là cháo trắng đều ngon nha. Cải giòn rụm luôn, vị mặn ngọt rất là vừa ăn. Với cách làm và công thức nước ngâm này, cải bảo quản được rất lâu. Màu sắc, mùi vị cũng như độ giòn vẫn không thay đổi nha các bạn. Các bạn cứ để bên ngoài, sau 10 ngày thì các bạn bảo quản trong tủ lạnh, được từ 8 tháng đến 1 năm vẫn không bị hư nha. Hãy làm thử công thức này của mình, chắc chắn bạn và gia đình sẽ hài lòng. Chúc các bạn cùng gia đình ăn Tết vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Nhớ chia sẻ công thức này để mọi người cùng làm ăn Tết cho vui nha các bạn. Đừng quên bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để xem nhiều món ăn trên kênh Cô Ba Bình Dương. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhduong.com để xem các công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ sau nha. Tết Nhâm Dần 2022 đang tới. Bạn đã có kế hoạch vui Tết truyền thống chưa? Hãy đến với hội chợ Tết thường niên được tổ chức lần thứ tư với chủ đề Xuân yêu thương, cùng chào đón năm mới với những hoạt động hấp dẫn nhưng đậm đà bản sắc dân tộc. Các tiết mục múa lân sư rồng sôi động, chương trình ca nhạc dạ vũ đặc sắc mừng xuân Nhâm Dần với sự xuất hiện của các ca sĩ Lam Anh, ca sĩ Andy Quách, ca sĩ Lily Thanh Huệ, ca sĩ Anthony Nguyễn, MC Tuyết Anh, MC Kim Tân cùng với ban nhạc Ánh Dương. Các gian hàng ẩm thực ba miền với những món ăn phong phú hấp dẫn sẽ làm hài lòng thực khách bốn phương cùng nhiều trò chơi dân gian vui nhộn. Chương trình xổ số mừng xuân với những phần thưởng vô cùng giá trị hứa hẹn sẽ đem đến một năm mới may mắn và nhiều niềm vui. Đừng bỏ lỡ hội chợ Tết 2022 diễn ra một đêm duy nhất thứ Bảy ngày 15 tháng 1 năm 2022 tại giáo xứ Thánh Vincent de Paul, 4843 Mile Street Drive, Holiday, Florida, zip code 34690. Chương trình mở cửa tự do. Mọi chi tiết xin liên hệ Aaron Lê 727-687-8356, chị Hằng 727-271-3254.